23. Hướng dẫn ngồi thiền. Ông Cao Văn Huyền, sinh năm 1950, 60 tuổi, tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, cư ngụ tại đường Phạm Thế Hiển, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, hỏi: Tôi có xem sách tu theo pháp môn nào của đạo Phật dễ giác ngộ? Thật tình sách viết thực tế và quá hay mà từ trước đến nay tôi chưa từng đọc được. Nhưng tôi không thấy chỉ cách ngồi thiền. Vậy xin trưởng ban hướng dẫn tôi cách ngồi thiền để hành đúng theo lời của Đức Phật dạy. Xin cảm ơn. Trưởng ban quản trị chùa hướng dẫn ngồi thiền. Tu theo thiền tông, nếu có hành thiền phải tuần tự như sau. Vào thiền, 1. Nơi ngồi, chỗ tĩnh lặng và thoáng khí. 2. Cách ngồi, ngồi bán già hay kiết già cũng được. 3. Dụng cụ ngồi, ngồi trên bồ đoàn hơi phủ ra ngoài đầu gối một chút, đừng quá dày hay quá mỏng. Nếu muốn ít tê chân, nên phần đít ngồi cao hơn phần chân, từ 1 hoặc 2 phân. Nếu người bắt đầu tập ngồi thiền, ngồi chừng 15 hay 20 phút mà bị tê chân, cứ kệ nó, phải gan dạ, có ý chí đó, trong vòng 5 phút, chắc chắn mạch máu sẽ tự thông và hết tê chân. Vì sao có như vậy? Vì mạch máu bị bích, bắt buộc phải tìm lối thoát, chứ chưa có ai ngồi thiền mà chết trên bồ đoàn bao giờ. Trừ những vị thiền sư, khi các ngài muốn ngồi thiền để tịch nên các ngài chết trên bồ đoàn. 4. Bản thân thể phải thoải mái, hai bàn tay để trong lòng bàn chân đừng cho lệch. Nếu lệch, lấy khăn chêm cho hai bàn tay cân bằng nhau. Bàn tay phải nằm dưới, bàn tay trái nằm trên. Hai ngón cái đụng đầu nhau, lưng thẳng đứng, hai trái tay thẳng giữa hai bả vai. Mắt chỉ mở 1/3 bình thường, ngó thấy qua chóp mũi ra trước 5 tấc, lưỡi co và chạm vào dưới chân hai răng cửa trên. Xả thiền. Ngồi thiền được từ 2 giờ trở lên. Khi xả thiền, cử động nhẹ nhẹ đầu trước, rồi đến hai vai, đến thân, hai tay, hai chân bung ra từ từ. Hai tay bóp từng chân một, từ trong háng ra các đầu ngón chân, đến khi máu lưu thông bình thường mới đứng dậy đi kinh hành từ 10 phút trở lên. Trong lúc đi kinh hành, nhớ tâm vẫn thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri. Áp dụng tâm vật lý bước vào hành thiền. Bước 1, khi người thực hành tu theo thiền tông học này, phải hiểu 3 căn bản và thực hành liên tục sẽ có kết quả rất nhanh. Về hơi thở. Mở thông các huyệt đạo, đem vào tốt, tống ra xấu. Ban đầu, hít 3 hơi thở cho thật mạnh, thật sâu, cho không khí vào tận các hốc phổi và căng hết châu thân. Từ từ cho hơi thở nhẹ nhẹ lại, gọi là thông các huyệt đạo, cũng làm cho điện từ âm dương bao quanh, các tế bào được trương nở và sáng ra. Hơi thở đầu có tư tưởng đem vào theo các lỗ lông khắp châu thân, những tinh hoa trong lành tự nhiên của trời đất vào cơ thể, để cơ thể được hòa cùng vũ trụ mênh mông bao la. Từ trong cơ thể tống ra theo các lỗ lông khắp châu thân những nhơ bẩn, ốm đau, bệnh tật, xui xẻo, ngu si, mê muội, xấu xí, vân vân. Hơi thở thứ hai có tư tưởng đem vào theo các lỗ chân lông khắp châu thân, những tự nhiên chân thật trong vũ trụ và vận hành tự nhiên của tam giới, để cơ thể tự nhiên vận hành, bắt nhịp kịp cùng vận hành của tam giới. Từ trong cơ thể tống ra những trì trệ, nặng nề, u tối, vân vân. Hơi thở thứ ba có tư tưởng đem vào theo các lỗ lông khắp châu thân, các ý sâu màu chân thật của những lời vàng ý ngọc mà các kinh điển tối thượng thừa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy nơi thế giới này.
từ trong cơ thể tống ra những mê lầm từ ngàn xưa đến nay mà mình đã huân tập vào thân tứ đại nhơ nhớp này, do đó bị sai lầm này đến sai lầm nọ. Thông đường âm dương, kế tiếp hít 6 hơi thở vừa và sâu không mạnh. Thông đường âm lên dương, bằng cách tập trung tư tưởng ở hậu môn, cho hơi thở chạy theo xương sống và tống ra mũi, gọi là thông từ đường âm lên dương. Thông đường dương xuống âm, hơi thở thứ hai này tập trung tư tưởng nơi hai lỗ mũi, hít hơi thở ra sau ót, đưa theo đường xương sống xuống hậu môn và tống ra, gọi là thông từ đường dương xuống âm. Cứ thở như vậy, một lần âm lên dương, rồi một lần dương xuống âm, ba lần lên, ba lần xuống, gọi là thông đường âm dương, tức nhị thông, lục chuyển. Hít và thở lần một, tưởng cho tánh thấy, thấy sáng suốt, không lầm lẫn, nhưng tâm phải tự nhiên thanh tịnh. Hít và thở lần hai, tưởng cho tánh nghe, nghe không ngăn ngại, và tâm cũng vẫn tự nhiên thanh tịnh. Hít và thở lần ba, tưởng cho tánh ngửi, ngửi được mùi kỳ diệu trong mười phương, tâm cũng vẫn thanh tịnh. Hít và thở lần bốn, tưởng cho tánh vị, vị ngon trong pháp giới, tâm cũng vẫn thanh tịnh. Hít và thở lần năm, tưởng cho tánh xúc chạm biết những tuyệt diệu trong càn khôn vũ trụ này, tâm cũng thanh tịnh. Hít và thở lần sáu, tưởng cho tánh biết, biết rõ ràng chân tướng của vũ trụ, tâm biết cũng vẫn ở trong thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri. Mở đường giải thoát, sau cùng điều khiển cho hơi thở nhẹ nhẹ ba lần, từ nơi tim cho lên đỉnh đầu và thoát ra hư không. Hơi thở ra kệ nó, để nó tự tản mát trong hư không. Nhớ đừng duyên theo hơi thở, nếu duyên theo hơi thở thì hơi thở bị cột trói liền, đường giải thoát bị kéo lại ngay, không giải thoát được. Sau đây là tam giải thoát môn. Giải thoát thứ nhất, nguyện nhất quyết vượt ra khỏi thế tục. Giải thoát thứ hai, nguyện nhất quyết vượt qua phiền não. Giải thoát thứ ba, nguyện nhất quyết vượt ra khỏi tam giới. Ba công đoạn trên xong, không để ý đến hơi thở nữa. 1. Về tâm vật lý. Bước 1. Để tâm vật lý tự thanh tịnh, rỗng lặng, hằng biết, đừng duyên theo bất cứ thứ gì. Ba thứ thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri tự nhiên, không ép, cứ để tự nhiên, tập cho thuần thục. Khi nào trong tâm vật lý tự nhiên nó trôi theo dòng luân hồi, đến đây tiếng nghe hay hình ảnh mình thấy hay nghe tự nhiên thanh tịnh là đã qua được bước 1 rồi đó. Bước 2, đến đây tâm vật lý không ở với mình, nên trong tàng thức bắt đầu tuôn đổ ra những hình ảnh hay tiếng mà chúng ta đã huân tập vào từ đây từ vô lượng kiếp đến nay được tuôn đổ ra. Kệ nó, dù có nghe hay thấy những gì, đó là ý trong tánh thấy nghe. Cái tự nhiên thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri, nó là thấy, nghe, pháp và biết là chân thật trong tánh đó. Chỗ này trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, tức thấy bất cứ hình ảnh gì hay nghe bất cứ tiếng gì, cứ kệ nó. Nếu thực hiện được là nghe lời dạy của Đức Phật nơi Kinh Kim Cang, độ vô số chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào được diệt độ là nói ở chỗ này. Bước 3, đây là bước vượt qua cửa sanh tử để đến cõi vô sanh, tức Niết Bàn. Khi qua được hai bước trên, có nghĩa là trong tàng thức của vật lý bắt đầu trống rỗng. Nhưng trong tàng thức vẫn còn hai thứ là công đức và phước đức của mình đã tạo ra từ vô lượng kiếp đến nay. Cái kho tàng thức này tự nó biến thành là Như Lai Tàng, tức kho Như Lai. Sở dĩ gọi là Như Lai Tàng
là vì cái kho này chứa những thứ tự nhiên trong Phật tánh và công đức, phước đức. Khi cái kho này vào trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh, được điện từ quang nhuộm thành là pháp thân thanh tịnh. Những vị Phật ở trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh được gọi là Phật thôi. Có nhiều kinh sách gọi là Phật con. Vì sao gọi như vậy? Phần Phật này chia ra làm hai phần. Phần 1, những vị có lời nguyện lập quốc thì tự đặt danh hiệu cho mình. Vị Phật ấy đến nơi hành tinh hữu sắc, tức hành tinh hình thành bằng hình sắc của điện từ âm dương, để lập quốc, và các ngài sử dụng công đức của chính mình đã tạo ra trong tam giới làm cảnh vật hay động vật. Phần 2, những vị Phật ở trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh không có danh hiệu nên chỉ gọi là Phật thôi. Vì công đức của mỗi vị Phật có khác nhau, không đồng đều nên được gọi như sau. Vị Phật nào công đức thật nhiều gọi là Phật cả. Vị Phật nào có công đức vừa gọi là Phật huynh. Vị Phật nào công đức ít nhất gọi là Phật con. Nghe trưởng ban hướng dẫn từng công đoạn ngồi thiền và giải thích những vị Phật, ông Cao Văn Huyền hết sức vui mừng, lại hỏi thêm. 24. Hỏi tu pháp môn tri vọng. Ông Huyền lại hỏi tiếp, xin trưởng ban giải thích cho chúng tôi biết cách tu tri vọng có vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh được không? Trưởng ban trả lời, tri vọng không phải là của thiền tông, mà là của Đại Thừa, còn nằm bên bờ sanh tử nên không giải thoát được. Vì sao vậy? Vì có người tri và có cảnh hay vật để tri, nên có hai tức còn đối đãi. Còn đối đãi nên phải theo quy luật luân hồi, xếp theo lộ trình vào trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh là mới ở cửa thứ nhất thôi. Đức Lục Tổ dạy nơi Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm Bát Nhã, Phật Pháp là Pháp chẳng hai, Pháp có hai là Pháp nhị thừa, không phải cứu cánh của Phật Pháp. Tuy nhiên, nếu biết đường đi của Pháp môn, tri vọng cũng có thể vào được bể tánh thanh tịnh Phật tánh, còn không biết cứ ngồi tu tri vọng 1000 năm cũng ở tại chỗ. Ông Huyền lại hỏi, người muốn được tự tại phải dụng công như thế nào? Trưởng ban đáp, người thật sự được tự tại phải vượt qua được bờ ngăn cách của hải triều âm. Còn chưa qua, bảo là tự tại thì là tự tại của lời nói, chứ không phải là tự tại thật. Ông Huyền hỏi tiếp, người tu vào được bể tánh thanh tịnh Phật tánh, có phải đến đây là thành Phật chăng? Trưởng ban đáp, nếu nói đúng nghĩa theo thiền tông, được vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh không thể nói là thành Phật được, mà phải nói là đã trở về nguồn cội của chính mình thôi. Chúng tôi xin dẫn chứng nơi Kinh Đại Thừa Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca có dạy. Ngày xưa, dưới hội của Đức Phật Nhiên Đăng, Đức Phật Nhiên Đăng có hỏi ta, tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ông có được vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Đức Phật Thích Ca trả lời, bạch Như Lai, con chỉ trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh của chính con, chứ đâu có chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác gì. Đức Phật Nhiên Đăng dạy, như vậy ta thọ ký cho ông, sau này ông sẽ được thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giải thích, vì ta nói là ta không chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên Đức Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho ta. Nếu ta thấy mình có chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức ta còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì ta không thể thành Phật được. Vì sao vậy? Vì trên đời này cái gì có tướng đều là hư dối. Trưởng ban quản trị chùa hỏi ông Huyền, lời Đức Phật Thích Ca trình với Đức Phật Nhiên Đăng, ông có hiểu không? Ông Cao Văn Huyền trả lời, kính thưa trưởng ban, tôi đã hiểu và hiểu rất thông suốt và tường tận. Ông Cao Văn Huyền tự nhiên rơi nước mắt. Ông vội lấy khăn lau nước mắt và nói,
Tôi nay tuổi đã cao, những việc học hỏi và làm theo lời Đức Phật dạy từ trước đến nay, tôi làm trong nhà tối. Nay đọc sách của soạn giả Nguyễn Nhân do trưởng ban giảng giải, tôi thấy như được trưởng ban mở toang tất cả các cửa nhà. Trong nhà không còn bóng tối nữa. Nay những lời dạy của Đức Phật, dù có ẩn ý hay không ẩn ý, tôi đều thông suốt cả, không biết nói lời gì. Xin trưởng ban nhận nơi đây lòng chân thật cảm ơn của tôi. Ông nói trong lời nghèn ngẹn.